đẹp. Nhà văn hóa thiếu nhi Thủ Đức, chiều hoa. Hôm nay là 23 Tết âm lịch. Giấy Cẩm Thạch đến từ Bến Tre nha các bạn. Cái đó cột là gọn lắm chứ mà bò sắt đó được. Tắt trái đẹp quá, màu sắc đẹp quá. Lên dĩa.
thực dược. Và nó bung đẹp ghê. Cái màu hoa đẹp quá ha, lạ ha. Lạ. Hoa cúc. Dạ, cúc cúc và họ ghét luôn. Dạ. Cái này hay với màu màu hay thì ghép được hay 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 bông nó để nó cặp nhiêu 180 mà 200 đốt 20 cặp 180 cúc cúc thọ cũng còn nụ nè. Và giấy nó đẹp dữ chứ. Nó đều đẹp chứ. Cúc thọ. Nghe hoa giấy nha. Này qua cúc dân thọ này, này là chủ bán là 200.000 một cặp, tuy nhiên khách trả 180 một cặp thì cũng bán rồi, vừa cúc vừa thọ nữa không. Đây là trong nhà văn hóa thiếu nhi Thủ Đức.
đào nhập từ Thái Bình về nè. Coi mày sao nha, coi thái độ cái hành động mà như thế nào nha.